Facebook liền biết được. Nhớ trang đâu vô nha. Ừ biết rồi. Ê chị mày đi chơi đâu không? Đi đâu vậy? Vinpearl là sao mấy hai chung mày? Trời muốn đi lắm á. Nằm túi giờ còn bạc nằm trơn rồi. Chứ ai như người anh đâu nhà giàu cha mẹ cho tiền sẵn đủ phê luôn. Thôi mày đừng có nịnh nó chịu tao bao gì được rồi đi nha. Đi chính hàng. Vậy chiều 2 giờ gặp ở cổng. Mày lấy cặp đi mày về lẹ. Mày cắt điện thoại nó còn đỏ nó bắt. Chịu còn đi chơi nữa. Gấp thì mày về trước đi. Tao về tao tắt đèn cái là gì sao? Thôi tao mệt mày quá.